Và hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng MG. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Ark Survival Evolved Season 1 cùng với Hoàng Anh và thằng sĩ ăn hại, nó đang ngủ rồi. Nó chào mình không được, nó ngủ tiêu rồi. Ok thì xin chào mọi người nhá. Ok thì tập này thì mình với Hoàng Anh sẽ xây nhà, và sẵn mình sẽ làm những thứ cần thiết để cho tập sau mình và Hoàng Anh có thể làng sĩ luôn, đi vào cái hang farm chi tin và khám phá cho các bạn xem. Thì nói về tập trước một tí, mình đã tem được con Mega Therium về và mình đem nó về rồi. Con này mạnh, hơi bị mạnh nha các bạn. Trước tiên sẽ nhà mình review cho các bạn xem. Ông chào tôi một tí ha. Ok. Đầu tiên thì mình lấy gỗ đó đi các bạn. Lấy gỗ thì nó cũng không tới nỗi là quá là tệ, cũng như là thác thì nó lấy chủ yếu là thác nhiều hơn gỗ. Và đam của nó thì khi mà các bạn đánh con trùng á, nó sẽ búp một cái lượng đam hơi bị cao gấp đôi so với bình thường. Bây giờ thí dụ mình đánh bình thường chuột phải đây, có chuột trái đây à, và đây là chuột phải 150 đúng không. Khi mà mình đánh con trùng á, mình sẽ được búp nhân 2 đam, và nhân 2 kiểu như tất cả đều nhân 2 hết luôn à, nó sẽ trở nên rất là mạnh à. Con này thì vừa ăn thịt mà vừa ăn cỏ luôn. Ông phải đi bắt một con côn trùng nào đó thì ông hướng dẫn cho các bạn thì có vẻ là hiểu hơn, ví dụ là con muỗi hoặc là con kiến thì mấy bạn nghĩ là tôi nghĩ là dư sức rồi, tại vì đơn giản là gần đây không có con trùng. Nếu mà có dịp thì mình tập sau mình vào hang bò cạp á, mình đánh là các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Một con này có thể là cân hết hang bò cạp luôn ấy. Rồi ok, tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Mà để vào được hang sau thì chúng ta cần cái ga mát. Có thể là các bạn chưa biết cái ga mát. Đây, mặt nạ ga, đại khái là mặt nạ ga đó. Thì để chế được cái mặt nạ ga này thì chúng ta cần một cái bàn vật lý. Đây, chemistry đây. Chemistry này thì làm thì nói chung là bây giờ mình làm cũng được, nhưng mà các bạn thấy nhà mình bây giờ nó hơi bị chật rồi đúng không? Hơi bị chật rồi. Nên là chúng ta phát triển cái nhà nó rộng ra một tí nữa. Thì bên đây là nhà gỗ rồi, thì chắc chắn nhà mình sắp xây sẽ là nhà đá. Và nhà đá thì cần phải sự trợ giúp của Hoàng Anh, đó là đi farm đá và đi farm gỗ. Nói chung là đi farm rất là nhiều. Thì okay, mình là đảm nhiệm phụ trách là kiến túc thư, mình sẽ xây các kiểu, còn Hoàng Anh là chỉ đi farm thôi. Thì đây để xây được một cái stone foundation, chúng ta cần stone, thác và wood. Ok, ba thứ đó nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ làm một cái store trước đã. To bự. Mình để ngoài đây nè, ông đi farm cái ông vô, ông bỏ hết vô đây ha. Tôi để cái hòm bự ở ngoài đây nè. Đó, ông đi farm được nhiêu cái ông bỏ hết vô đây. Rồi okay. Rồi tạm thời phá này ra. Con đập đá ông chế yên đi nhỉ. Đập đá gì? Con đập đá con dê ông chế yên chưa? Hình như là rồi đấy. Tôi cởi nó đập đá rồi mà. Ừ, sĩ nó cởi tôi đập đá rồi. Ok. Nó bên đây nè. Ok. Rồi và bây giờ thì từ bên đây mà chúng ta xây dài ra bờ sông đó các bạn. Mình tính là theo tí tưởng tượng của mình là mình sẽ phóng dài qua đây một đoạn. Phóng ba bậc này ra đây một đoạn, rồi sau đó mình xây một cái nhà to. Nhưng mà ban đầu thì nó hơi xéo rồi, mình phải đi theo cái chu vi của ngôi nhà thôi. Đi theo cái khuôn của ngôi nhà thôi. Nó xéo thì kệ nó luôn. Rồi ok. Foundation mình cần foundation hơi bị nhiều. Bây giờ tôi cần wood ông ơi. Ê, xong con quét rồi. Ông để ông chuyển hộ tạm với tôi cái okay, đi tham đá. Ok. Ui. Foundation đây và đây. Chúng ta sẽ ráp hết cỡ có thể. What the fuck, ráp được cục. Bên con đuôi nó có ton rồi, có stone rồi đó. Ờ có stone rồi, đây. Đây nè. Ui. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ tôi cho hết stone vào trong cái tủ này nhá. Ok.
Tôi đi farm thêm thì cần nhiều đá lắm. Ui, thác tốn thác nhiều thấy sợ luôn không ơi. Ok, bạn nào mà đang xem mà chưa đăng ký thì các bạn bấm đăng ký để ủng hộ mình hơn nha. Và khi mà các bạn bấm đăng ký, kế bên cái nút đăng ký có một cái chuông. Các bạn bấm vào cái chuông đó, khi mà mình ra video thì các bạn sẽ thấy được video và xem là người xem sớm nhất nha. Thì có thể mình sẽ nói cái này cho các bạn biết, là các bạn không biết đó là như thế này. Có thể là một ngày mình sẽ quay được khoảng chừng 2 cho tới 3 video. Nhiều khi mình sẽ up video mỗi ngày một video, cho nên là mình sợ là khi mình bận á, là mình không thể quay được video cho các bạn được, cho nên mình quay trước. Khi mà các bạn viết comment lên á, ý kiến mình á, thì có thể là mình đọc được, nhưng mà mình chưa kịp ra video mà ngày hôm đó mà mình đã đọc được cho các bạn, hiểu không? Nó sao cho dễ hiểu thanh điệp là mình cố gắng hết sức rồi đúng không? Kiểu như là hôm nay mình quay ba cái video đây ha, ngày mai các bạn sẽ xem được cái video đầu tiên của ngày hôm nay, thì các bạn comment thì qua ngày sau mình sẽ đọc được, hiểu không? Nhưng mà mình chưa kịp để làm video để giải thích cho các bạn, thì cho nên là các bạn cứ comment đi, rồi sau đó mình sẽ thấy, rồi từ từ mình sẽ giải thích trong một cái video nào đó, các bạn nhớ đón xem là được, hiểu không? Chỉ cần các bạn đón xem một cái series nào mà nó series của mình mà nó lâu lâu thì các bạn sẽ biết được thôi. Mấy bạn ủng hộ Wood. Okay. Xì ton hả? Ủa nó ngốn xì ton như là một cái máy luôn ông ơi. Căng thế cơ chứ. Ok. Nãy giờ mình ráp được bao nhiêu cái function rồi? 16 cái function. Ai cha, làm nhà đá hơi bị tốn kém hả các bạn? Kiểu như mình sẽ xây một cái gian nhà nó rộng rộng, và sẵn mình xây kiểu như cái chuồng luôn các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ xây cái chuồng chim trước đi, rồi sau đó là mấy con ronto hay gì đó mình tính sao, chứ bây giờ mà xây con ronto thì hơi chua. Rồi bây giờ mình sẽ xây mẫu trước cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta đặt ba cái function vào đây, chỉnh gamma 4 cao lên. Ui, cài Unikay nó vậy đó các bạn. Lâu lâu rồi tự nhiên mình bấm Unikay là nó bị mất vậy thôi. Mất hút. Vậy ha. Rồi sau đó đây là cái khúc mà kiểu như là cái cầu mà bắt qua cái gian nhà mới nè các bạn. Rồi từ đây mình sẽ xây dần rộng ra một tí. À, 3 rồi đúng không? Cái này hơi bị rộng luôn chứ. Đó, đại khái là vậy đó các bạn. Chết mẹ cho ngu. Ông chọn chỗ này bằng phẳng phết nhỉ? Chứ sao, tôi là thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi chọn chỗ này là đóng đô là hợp lý ấy. Chứ thao nữa. Wood không? Thiếu wood với thác ông ơi. Trong con quét dầu hết rồi. Ok, ráp thêm được 5 cái nữa. Hết thác rồi ông ơi, hết thác rồi. Rồi đó rồi. Để coi coi. Nếu mà bây giờ xây cái mẫu mà giống cái nhà cũ thì nó rất là nhàm đó các bạn. Để mình thiết nghĩ là mình xây thêm cái gì nữa. Mình chế ra cái gì được mình chế. Ui chỗ này xây hết được rồi. Cái chỗ này nó cao quá các bạn. Hả? Có nhiều lắm. Ok. Ờ đây. Game là dễ. Mình chắc là mình sẽ xây rộng ra một tí, rồi sau đó là qua bên đây thì xây cái mấy cái chuồng. Ờ không chuồng chim cái đã. Xây chuồng chim trước.
Thế ông bỏ đâu rồi? Đây tôi đang cầm trong người, tôi đang farm mà. Ok. Thế ông lấy con gì đi farm à? Ui sao không lấy mấy con thú farm cho nó nhanh. Cái gì farm lâu mới. Đấy. Ok ông để cứ sắp cái vứt đồ nha ông nhá. Ok. Cái Ok dù, ok. Ok. Ôi luôn luôn thiếu mà không bao giờ là đủ. Wood. Bên đây chỉ có stone thôi, bên đây wood 300. 200 mấy chứ không tới 300 nữa. Stone. Xịt ton thì còn nhiều mà không? Stone đâu nhiều, bây giờ hết hết wood với tháng rồi ông ơi. Nãy hết tắt rồi. Hết tháng rồi, hết tháng rồi, hết wood thôi. Tháng thì có thể cầm cự khoảng chừng 5-10 phút nữa. Đó, Ok. xây nhà tốn, các bạn thấy xây nhà tốn thì sợ không? Game là dễ. Ok, mình xây ở đây xuống 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 bậc thang cái các bạn. Đó. Các bạn phải canh cho đều nha, nếu không là nó bị lọt là đèn xấu á. Ui, thấy không, chưa gì mới đã lọt rồi. Hợp lý, ổn áp. Mà ở đây thì nó không ổn áp. Chúng ta xây, chúng ta để có miếng nước ở trong nhà cho nó đẹp các bạn. Hợp lý, nó lại thấy hợp lý. Ui, đi đẹp ấy, cái món mình thả mấy con cá vô đây. Ok, mình lấy mấy cái potion tiếp. Nhìn là thấy là thiếu wood rồi. Lắp được có một cái thôi, thiếu wood không ơi. Ok. Xây xây cục này trên đây được không ta? Ok. Điền vào list nó một cái rồi sau đó các bạn sẽ xây như thế này. Ui nó không có target vô được. Tại đây chơi luôn. Nếu mà như vậy thì demolish cái này đi. Sau đó xây sát cái mép này luôn để cho đều như bên kia hết à. Ui nó lại khó nữa rồi, nó game lại khó rồi, thôi kệ không sao. Chơi luôn. Nếu mà các bạn muốn cái hồ nó rộng rộng, hồ rộng rộng ha ông, chứ chứ hồ tôi thấy này hẹp quá. Tôi đi demolish nó một cái. Ok, như mình đã nói là hôm nay mình chỉ xây nhà và xây cái chuồng chim và xây mấy cái bàn là làm cái ga mát. Là ngày mai tập sau là các bạn có thể đi để xem tụi mình đi khám phá rồi. Nó mình muốn mình bắt con Mega lên cái mình thả vô đây. Có cái lồn gì nha. Ui. Ok. Con Mega này 10k máu đấy không ạ? Mega gì 10k máu? What the fuck? Ui hơi bị Đó, trâu nha. tôi đang nói con Mega Therium này là anh em bắt ấy, con lông lông ấy. Biết rồi. Ôi giờ ông nâng lên 10 ca máu rồi hả? 10k máu mà đam nó bổ thế, nó bổ phát 500 đam. Anh em chơi server 01 này thì nó gọi là nó gọi là bá đạo chưa từng hạt gạo luôn đấy. Ghê vậy. Ui vậy là game này dễ nữa rồi, game lại dễ nữa rồi. Game lại dễ nữa rồi. Các bạn thấy là không nhất thiết là chúng ta thêm T-Rex hay là Gigan. Chúng ta thêm Mega là mình thấy là đứng đứng liền. Ok.
À, chúng ta xong cái hồ cá rồi đó. Thấy ổng áp rồi đó. Ok. Như vậy đẹp, như vậy đẹp rồi. À, nó không target cái lốc ở phía trên mà nó target cái lốc phía dưới luôn các bạn ơi. Kệ, cho nó xuống sàn luôn. Không nhất thiết là điều. Chỉ cần thấy đẹp là được. Bỏ wood vào. Đó, mỗi lần ráp mà có mấy cái không? Giờ mình nhồi vô hết mình đi, mình ráp được nhiêu hay nhiêu. Nhồi vô hết đi. Chết mẹ, nhồi vô hết rồi đi không nổi. Xích ra miếng. Ở đây hợp lý nè. Rồi đó. Thế là ráp được có 11 lốc à. Thiếu xì tôn nè. Mà mình nghĩ là 10 cái potion nữa là đủ rồi. 10 cái potion nữa là đủ rồi. Bây giờ mình ráp vô trước đi. Vô thì đây. 3 cái. Thiếu xì tôn. Chục cái. Chắc là thiếu gỗ. Thiếu thác. Thác. Thiếu xì tôn. À, thiếu wood. Wood cái nữa. Thác cái nữa. Xì tôn luôn. Rồi ok. 23 cái tường là ổn áp rồi. Rồi các bạn chờ mình ráp xong ha. Có cách nào mà nắm đầu con cá lôi vô không? Hả? Có cách nào mà bắt một con cá còn sống mà kiểu như thả nó ra luôn được không? Câu cá hả? Không có cần câu không ơi? Ý tôi nói là bây giờ tôi muốn cái ông thấy cái ngủng giữa mà tôi đang xây không, cái gọi là cái hồ cá đó, là tôi muốn có cá ở trong thì làm thế nào? Cái đấy thì chắc dùng mã xì bon rồi. Bị toang không ạ? Tôi không biết cái đấy không ạ? Toang ông xì bon cái con mega à, con mô sa sau đất ở đây này cho hợp lý này. cái đó hơi miễn cưỡng, cái đó hơi miễn cưỡng. Ok rồi, bây giờ xây bên đây cái nữa là đẹp quá các bạn. Còn thiếu cái gì nữa nhỉ, để tôi đi farm nào ông ơi. À, tôi nghĩ là đủ rồi. Từ từ ông cứ farm stone vậy đi, farm stone wood thác vậy là được rồi. Stone ở trong này hết rồi. Ừ, phòng hết rồi. Game là dễ. Rồi ha các bạn, như vậy là quá đủ rồi. Giờ tiếp theo là chúng ta sẽ xây tường. Giáp vòng đây cái đi. Mình đi giáp vòng cái đi rồi mình sẽ xây lên một thêm một nấc nữa. Ở đây chắc là giống như là một cái lối thoát vậy đó, đi ra luôn. Là hợp lý. Lặng quá ông ơi. Rồi, ok. Chuẩn. Giờ thì ráp tiếp qua. Ở đây đúng không? Wood.
5 cái. Sắp hết wood luôn rồi chứ không có sắp đâu ơi. Hết wood rồi. Ông ơi, con Joe nó không về không ạ? Ông gọi con Joe này về tôi này, nó đang chạy về rồi. Đây. Xong rồi có đá đây. Có đá, xong con Joe có đá đấy. Ok, giờ thiếu wood trầm trọng luôn á. Ok. Game là dễ. Rồi sau đó mình sẽ xây chuồng chim hết các bạn. Chuồng chim mình nghĩ là ông để nghĩ là chuồng chim để đâu hợp không? Chuồng chim á? Chuồng chim tôi nghĩ là để ở trên cái nóc của cái nhà gạch tôi sắp xây nè. Là tôi sẽ làm tầng 2 đi. Làm một cái cầu thang bắt lên trên đó thì có khu để mỗi khu là mỗi con chim. Hợp lý. Stone cái nữa các bạn. Lần này thì thiếu wood. Ok, mình nghĩ là đủ. Sau đó ông đem wood về rồi á, ông chạy vô nhà ông làm giùm tôi, ông ráp giùm tôi electronic đi, 250 electronic để sẵn mình làm cái bàn chế mịch luôn. Ủa, hàm dễ electronic cơ. Ừ, dễ ạ. Chua đấy. Ui dễ ạ, trời ơi, bữa tôi đi farm silica nhiều lắm. Mê tôi là mình còn lắm nhỉ? Còn, trời ơi, ông hỏi gì vậy? Mấy tồn mà sao không còn. Có nhiều bạn kêu mình có ốp với đờ đúc hả? Cái thằng đờ đúc nó lo sửa xe mà các bạn ơi, với lại là nó dư sức để mua một cái PC mới mà, tại vì nó làm biến chứ gì. Nó bởi nó giao visa một tháng đủ dư sức mua rồi. Thằng quỷ nó làm biến, nó toàn là chơi Monster Hunter không à. Chơi trên PS4 ấy. Bữa nào mình rủ nó ra nó chơi không? Fancy hả? Ok, để mình ráp fancy. Stone wood. Nếu mà bây giờ phủ thêm kiểu như cái ceiling nó lên đó thì nó sẽ, cái nhà mình thấy nó thấp lắm. Ông ví dụ ông có thể ông trồng ở bốn góc nhà, mỗi mỗi góc một cái pillar chẳng hạn. Chị pillar ấy. Chị ông thì xây cho nhà nó cao hơn chẳng hạn. Vấn đề không phải là cao hơn ấy, tôi nói là tôi đang phân vân là cái world thì chúng ta chơi hai world hay là một world. Nếu mà hai world thì thấy cái nhà nó rất là tù, hiểu không? Nếu mà ba world thì nó hơi bị cao, hiểu không? Không hơi bị cao nhưng mà cũng hợp lý không ạ? Bởi vì sao ông chơi một world thì nó thấp quá không ạ? Tôi nói hai world với ba world mà ông. Ba world chơi ba bốn world ấy. Ok. Vậy đi. Hoặc là mình xuống có một tí thì mình crush cái len world ấy, cái tường 4. Cái tường cục 4 ấy. Có cái tường cục 4 mà. Rồi. Mình sẽ phóng từ cái lầu 1 của mình là phóng ra bên đây luôn các bạn. Phóng ra bên đây luôn. Mình lên mình mở cho các bạn xem. Đó, bây giờ mình mở cửa nè. Canh cái chỗ này. Ai cha, chỗ này hơi bị xéo. Ok, được cái này được nè. Đó, nếu mà mình có hai đường đi để đi lên. Một là mình phóng qua đây rồi sau đó mình sẽ để có mấy con chim trên đây nè. Tôi nghĩ là hai là đẹp rồi các bạn. Hai là đẹp. Ở trên mình còn nữa cho nên là tôi ráp hai thôi. Mình vừa. Rồi, gỗ cả thát này ông ơi. Ok, ông cứ để đó đi. Mình sẽ đắp xe lên nữa. Hai wall thôi. Trong con UT đúng không? Ủa con móng tay dài. Trong móng tay dài chẳng quét rồ luôn cả hai con, full hết. Ok. Rồi ông còn vô ông ráp giùm tôi electronic đi. Hả, bao nhiêu cái nhỉ? 250. Ok. Đây các bạn. Game là dễ.
con. Ok, bây giờ mình level bao nhiêu rồi? 90 mấy rồi các bạn. Ôi, hai cấp nữa là mình 96 rồi. Gần xây được cái ngôi nhà cho con quét rồi. Xây được cái gì lộn lộn, xây cái làm cái đồ cưỡi cái platform cho con quét. À. Ok, chạy qua đây lấy gỗ. Vẫn thiếu silica không mày? Sao là thiếu được, không thể nào thiếu bên fabricator ấy. Bên pha với cái tờ hứa luôn thiếu mày, vẫn thiếu vô lý, ông lại vô lý nữa rồi. Hôm qua tôi tính là đủ, tôi tính rợ thôi là đủ á. Ba silica là đấy, ba silica là một electronic đúng không? Ừ, ba silica giờ 100 thì là 300, còn mình có 350 thôi, 400 thôi, vẫn thiếu ông ơi. Ba trăm cái ba cái gì, ba silica cho một cái electronic đúng không? Ừ, thiếu ông ơi, tôi tính đủ thôi. Thiếu à, đúng, thiếu. Để tôi đi farm tí. Để 300. À 300 mình làm đủ có 100 thôi. À, ông lấy con gì đi farm. Mình làm được mà. Game là dễ. À, ông lấy thêm à, ông lấy con Mega Loden đó ông. À, tôi có để cái đồ lặn Cuba nó nằm trong cái smile á. Tôi đi farm con Tech Rex ông ơi. Tech Rex gì? À con giết mấy con Tech nữa hả? Giết mấy con Tech cái này nhiều hơn không ạ? Chắc không, với tôi hồi nãy tôi mới đánh một con Tech nó cũng không ra nhiều hết bằng mình lấy tay nữa. Trong đây lấy tay nhân 5 nó cũng không tới nổi ít đâu. Ok, bây giờ mình sẽ phóng vào cho các bạn xem. Đó. Phải như vậy. Đó, nó lại. Đó, mình chơi trong một cái môi trường khép kín các bạn thấy không? Đó. Nó lại hợp lý. Mấy cái potion này chắc là mình sẽ để nó như thế này đi. Còn dư 4 cái hả? Ok, hợp lý. Ui, nó hơi chói các bạn. Nhà đá mà nó cũng chói nữa. Ok, bây giờ nó lại thiếu đá nữa rồi. Ờ, thiếu đá bên con ấy. Mình để ba con này gần nhau để cho cái gì mình quay qua quay lại cho nó dễ. Ừ. Đây là cái con tích vô rồi. Coi ông lấy được nhiều. Ông lấy được nhiều silica. Ừ. Ui dạ. Game là dễ. Nhiều. Tôi farm một con được 30 electrolyte nữa phải farm silica không ạ? 30 electrolyte bằng 100 silica rồi đấy. Tôi farm một con tech ấy. Ồ, thấy cũng tương lai cũng sáng lạng á. Ừ, sáng lạng hơn không ạ? Tôi gặp Alpha Raptor, tôi đang bị bụp ló đây, cho lên level đây. Thiếu Siton. Còn đây, lấy. Ok, bạn nào đang xem thì chưa đăng ký nhớ bấm đăng ký và like share để ủng hộ cho kênh của mình nha. Mấy con tách đâu rồi? Nhưng mà tách này nó rất hiếm không? Ừ, tôi đi tôi thấy hoài. Có vẻ là không nhiều lắm. Nó có loại tách Stego, tách Try này. Tech Parasol này, Tech Rex này. Với Tech Raptor đó. À, ông đừng có giết con Tech Raptor nha. Chờ tôi. Sao vậy? Tôi muốn tem nó. Đơn giản vậy thôi. Ok, 14 selling. Mình có cần phải làm cái cầu thang đi lên không ta, để mình xem cái vị trí đặt cầu thang chỗ nào, mình nghĩ là chỗ này là hợp lý nè.
Nếu mà chỗ này đi lên đây hợp lý. Ừ, tại vì nhân lúc cái chỗ này nó bị hỏng á các bạn. Chỗ này nó bị hở nè. Cho nên mình làm cái cầu thang ở đây là hợp lý luôn. Đây rồi, một con tách nữa rồi. Có vẻ như cũng hợp không hợp lý à. Game là dễ. Đó, mình sẽ hở để ra đây kiểu như cho ánh sáng nó lùa vào các bạn. Nếu không thì mình thích thì mình có thể làm cái ram mình che nó lại, nhưng mà nó lồi xuống thì hơi xấu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, hợp lý. Tiếp tục thôi nào. Tại vì tập này các bạn không có tem, cho nên nhiều khi nhiều các bạn nói là ôi tập này không có tem thì là biến xe nó mình ơi, thì mình cũng đành chịu rồi. Tại vì cái này sinh tồn chứ đâu phải là số ngày vô tem thú đâu. Tem thì bây giờ mình dư sức, nếu mà mình chơi kiểu như chơi nhanh thì mình dư sức có một con Gigant hiện tại ngay bây giờ luôn rồi, là lúc đó đâu còn gì đâu chơi, không để kết thúc season 1 sao, đâu có dễ vậy được, game đâu có dễ vậy Ồ, được. chơi chơi cái gì nó khó một tí nó mới Ừ, phải kiểu như hợp phải lý. có thấy được cái thành quả của mình cực khổ ở chỗ, chứ đâu phải là mình có thể dựng một cái chòi dịch đơn giản nhỏ nhỏ vậy thôi, cái mình làm đồ cái mình đi farm các kiểu này nọ, mình kiếp qua kiếp lại rồi sau đó là có cái súng cái làm mấy trăm viên đạn chỉ trong vòng một cú kiếp thôi, rồi sau đó là bắn xỉu con Giga, là thế là các bạn vui. Đối với mình như thế là không phải là chơi ghé không, vẫn kiểu như có một số người chơi game theo kiểu như vậy, họ chỉ để chơi vui thôi thì không phải. Cái đó mình thì mình chơi cái season này chủ yếu là mình trai hạt, các bạn hiểu không? Chủ đề chính của season này là trai hạt. Cho nên á là chơi sao mà cảm thấy tự làm khó mình thì ok, chứ mà game này dễ quá thì đâm ra nhàm lắm. Kiếm mấy con tách này nó có vẻ khoai phết không ạ? Đuối đúng không? Hiếm lắm đúng Nó cũng hiếm mà chứ không phải là nó spawn nhiều đâu mà nó hiếm phết đấy. Bay mỏi cả cánh, bay cong cả cẳng. không thấy. À đây đây, có con nữa. Tích qua là xong. Hai tư electrolyte 24 đủ ấy, tình đủ ấy, đủ 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 chưa, tính rõ chưa? lúc còn nữa làm kiếm con kiếm con nữa kiếm con tách rách thì phạt được nhiều hơn, nhưng mà không Thôi kiếm tách rách nào thôi, tết rét tôi biết mà tôi không chỉ đâu. Tôi muốn theo con đó. cả không nhiều mà Biết nó biết là nhiều rồi, nhưng mà vấn ba đề cái là tìm xa. mắc công mỗi lần mà mình muốn theo con gì mình đi tìm mệt lắm không? Đó, ông cứ để mọi thứ nó tự nhiên đi, ông thấy chứ ông chừa tôi đi. À, bình thường thì không muốn tem thì cả đống nó ồ ra như là giặc nguyên vậy đó. Còn nếu mà muốn tem cái đi cực khổ chết mẹ luôn. Ok, mình đi đập đá một tí nữa. À, để mình có thể chỉnh sương mù lại đi. Chứ bây giờ để tôi nói mình nói cái mình quên hoài luôn. Nói là bữa Ông nào chỉnh sương mù chỉnh đi ông chỉnh ơi. chỉnh sương mù lại mà cứ quên hoài luôn. Bây giờ mà ông không chỉnh sương mù lại tôi chẳng thấy con tách nào đâu. Mắt tôi mù rồi. Năm cái xe linh nữa hả? À, thiếu gỗ. Mình nghĩ là xe linh là đủ rồi các bạn. Bây giờ chắc là mình đi thêm quá. Lấy thêm xì tôn nữa thôi là ổn áp. Đây 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 có cái bãi xì tôn này.
Mình ráp vua đi. Vua thì chúng ta thiếu gỗ. Bữa tập trước mình đã tem được cái con gì ăn cắp đòn không? Con cái gì trô đòn, không phải là trô, cái gì trô trô đó. Không phải, Pego. Phải không? Coi lại coi. Ok, cái Pego Mastrat nha các bạn. Má con quỷ này ăn cắp đồ như thánh luôn, má để bay một stack thịt ở cuối mình ăn, má nó quất một phát một mất mẹ hết. Hy vọng nó đủ. Grab được 6 cái nữa. Ok, được nhiều hay nhiêu các bạn? Có 225 cái ấy thôi. Ôi giời ơi. Ráng đi ông, ráng đi ông, cái ráng 250 đi. 225. Ok. Ok, khúc này thì mình sẽ để cầu thang ha các bạn. Khúc này mình làm cầu thang đi lên đây nè. Hợp lý. Mình sẽ xây kiểu như xây một cái đường đi qua đây đi, không đi, một cái đường đi qua đây. Như vậy xây một cái function nữa. Function tạm thời không đủ. Bây giờ mình ra mình xây một cái function và một cái cầu thang. Cầu thang gỗ, có cầu thang bằng đá cũng được. Hết đá rồi. Ô, hết gỗ rồi. Rồi và một cái stair, cầu thang là stair nha các bạn. Cầu thang thì mình nghĩ là cầu thang đứng đi, cầu thang thẳng đi chứ đừng có chơi cầu thang sáu ốc. Đi khó lắm. Thêm một cái cục stone nữa thôi là đủ. Ông đang làm gì không? Đây tôi đang đi tìm con tách tách để tôi bem nó. Ui thôi. Thôi chờ tôi đi. Còn nhiều mà. Hứa. Còn nhiều mà để tôi còn thiếu 25 cái electrolyte nên là tôi phải đi bem nốt. Ôi trời ơi, ông tha nó đi. À, mỗi lần muốn kiếm là cực lắm thiệt. Tôi kiếm được hai con rồi ông ơi. Không đứng đó ông đẩy hai con luôn kìa. Không bốc phét thế cho ông vui thôi, thì đã kiếm con nào đâu. À, tốt nhất là vậy, tốt nhất là nên quậy. Ok, chúng ta để đây và làm function này nó lòi ra một tí. Ai cha, nó không dính luôn các bạn ơi, nó không dính luôn. Cái này đường đi số 1 đúng không? Ok. Có vẻ như mình xây không ngay nhưng mà thôi kệ, không sao các bạn. Cứ bình thường vậy đi. Mình nghĩ là mình sẽ đặt một cái cầu thang thì bây giờ từ cái đường đi chính này mình điểm qua 1-2 ô đi. 2 ô chỗ này đúng không? Phá một cái ceiling ở đây. Hay cha. Cái xeo lên này có vẻ như là nó rộng hơn mình dự tính các bạn. Nó rộng hơn mình dự tính. Tôi gặp một đàn Allosaurus thì làm như nào bây giờ? Không quém nó luôn. Không, bạn ơi, tôi đi bờ te không đánh được không ơi. Ui, có vẻ như là cái cầu thang này nó rộng đấy hơn dự tính của tôi. Ok, không sao, mình sẽ xây cầu thang ở đây đi. Thôi xây cầu thang ở đây có vẻ như hợp lý hơn nè. Đầu tiên mình sẽ xây một cái wall trước. À, đó khó nha. Cầu thang, mình nghĩ là cầu thang mình sẽ đi lên đây nè các bạn. Rồi sẽ quẹo ở đây nè. Đó, cái mình đi vòng ngược lên kia trên kia. Vậy đi cho nó hợp lý. Rồi, đầu tiên là xây một cái wall ở đây. Đặt cái cầu thang vô. 31 electric. Rồi. Mình còn cái ceiling nữa không? Không còn cái ceiling, wrap một hai cái ceiling mới đủ.
hai cái sơ linh với mình lượm cục đá thêm. Rồi, có một cái sơ linh rồi đúng không? Để số 5. Để bên đây. Để một cái sơ linh bên đây và sau đó là ui cái gì vậy? Làm lại. Sao nó không cho tôi xây ta? Ok được rồi. Hợp lý, nó lại hợp lý. Rồi đặt ở đây một cái xeo linh. À thế là chúng ta đã đi lên đây được rồi. Sao rồi ông gì mà ông chắc lưỡi dữ hả? Tôi gặp chắc... nhiều ăn kilo đấy. Bên kia thì hình như là có nó có một cái này thôi đúng không ta? Như vậy thì mình sẽ phá bên đây luôn. Đó một lối đi thôi, không nhiều. Mình phá đây luôn cho nó đều. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt một cái này đây. À hợp lý, nó lại hợp lý nữa. Nó lại hợp lý. Ở đây đúng không? Chà, ở đây khó, mình thử mình phá cái này thì nó sẽ hỏng cái này. Không được, cứ để vậy đi các bạn, cứ để vậy đi, không chết chóc gì đâu. Rồi. Bên đây mình xây tiếp cái dàn gạch ở đây. Ở dưới còn hỏng hả ta, ở dưới mình chưa xây hết ta. Ở dưới đây xây rồi mà. Rồi à, ok. Hợp lý là hợp lý. Tôi gặp con Tech Raptor mà tôi không giết, lỡ giết nó không ạ? Nghe lời ông, không giết nó nhá. Ừ đúng rồi, hợp lý á, tôi thấy hợp lý á. Level 67. Ui. À, vô level 67 mà vô tay mình thì ông cởi con đó mát đam là thầy luôn. Ok, mình chỉ cần xây vài bước nữa là xong rồi các bạn, gần xong ngôi nhà rồi. À, đây có cái bãi đá nữa này. Xây fancy bằng fancy function cái này đây với cái này không ta, cái ông không mình vừa mình lộn cái gì ta stan không phải Tech level 9 đi rồi. Ok tôi cho ông quốc nó level 9 thì nó hơi yếu. Ừ nó hơi yếu. Cái hàng rào mình tên là cái gì mà hôm bữa mình quên hoài luôn các bạn. Cái fancy là cái chân đế, cái chân đế để giống như cái potion nữa bạn. Còn cái này là cái không. Railing, ok, railing. Railing đây. Bằng stone. Rồi hợp lý. 31 electronic thôi đi về. Đó mình để đây nữa các bạn. Đó, hợp lý không? Ờ nó phải ở cái tầm như vậy. Ôi các bạn thấy không, đẹp không, chuẩn vãi. Ôi ghê phải cái đáy. À, để đi không gấp, mình sẽ che cái đó lại. Hình như là mình không có world đúng không?
không có quơ, thiếu stone. Mình lấy cái quơ này mình che nó lại, không biết che lại được hay không thôi, tại vì nó mắc cái đây nè các bạn, nhưng mà không sao, không chả vấn đề gì. Mình làm cái fancy nữa, mình trắng cái thanh trắng cái miếng này là thôi là được. Lấy stone cái đã. Thời tiết dạo này khắc nghiệt á, không giống như mấy cái level đầu nữa các bạn. Từ từ về sau nó thấy tự nhiên nó rất là nóng và rất là lạnh luôn. Thời tiết mình nghĩ nó cũng sẽ thay đổi khi mà mình lên cấp. Đầu tiên là railing. Grab thêm khoảng chừng 5 cái nữa, 1 2 3 4 5. Chúng ta grab RAM đi. RAM để che lại mấy cái kia các bạn, mà mình thử trước thôi. RAM, RAM có RAM stone không ta? RAM gỗ thì nó hơi bần. Metal RAM hả? Chết mẹ rồi. Một là RAM metal hay là RAM gỗ thôi, mình chắc mình chơi RAM gỗ quá. Grab mấy cái wall đi. Electric 250 rồi đấy. 250 đúng không? Ừ, rồi ok ok, chờ tôi một tí để tôi coi. Bây giờ Simantin ông chuẩn bị cho tôi 250, ông dồn những cái thứ cần thiết tôi đọc nha. 200 gì Simantin, Crystal, Electronic, Metal, Polymer và Bug Powder. Tất cả đều 250 hết. Ông đâu lại hết luôn mà. Metal. Metal bao nhiêu nhỉ? 250, tất cả đều 250. Cả gì nữa? Metal này, electronic này. Đúng rồi. Polymer. Polymer là lấy đâu ra? Hả? Polymer là lấy đâu ra? Polymer là ông làm trong fabricator giữa cái gì của Cementin với lại là Obsidian á. Obsidian á. À, tốn lắm. Không sao, dư. Tôi tính hết rồi. Một cái 250 á, đủ làm sao được. Mình mới có 190 mấy bọc CDN, đủ làm sao được. Có lộn không? Không phải mấy cái tờ còn nhiều hả? Ông vào xem đi. Lộn sao được, tôi ui. Có vẻ là tôi nào không nghe đâu. Ủa, Element Dust là cái gì không? Element Dust là cái để mình tạo ra element ấy. Ồ, ok. Chạy máy phát, mấy đồ tech ấy, đồ cao cấp ấy. Rồi, thấy tôi xây cái hệ sinh thái này không? Hợp lý. Ok, game là dễ. Ông siphon mấy con cá cảnh ở đây cho nó bơi. Ok, bên. Chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ có. Cái đấy là mấy anh em thông cảm được. Nếu như mình xì, mình sẽ dùng lợn nữa các bạn, mình sẽ siphon mấy con cá ra để kiểu như cho nó đẹp thôi chứ chả vấn đề gì cả. Số 6. Ui, khá là ổn rồi chứ. Chỉ tiếc là bên đây xây không được thôi các bạn. Đi bên đây thì nó hơi hơi hãm. Ông ơi, tôi bảo ông này này. Nghe. Tôi không lên được không ạ? Ok, phá cái này. Thế tự nhiên xuống dưới thì chi. Tôi lùn quá, sorry ông. Ôi, bây giờ tôi đặt vô hết được rồi, cũng mất heo. Oxidian nào? Oxidian bây giờ farm ở đâu nhỉ? Farm ở bên cái núi cấm, cái vùng mà tôi đọc tờ. Ui, chết mẹ. Ôi, chết mẹ. Ui. Ok, được rồi. Bên cái núi 35, 75 á. Cái núi có mấy cái tròn tròn á. 35, 75. Oxidian lặng phết đấy. Lấy tepe đi. Ôi, sao bây giờ tôi đặt hết được rồi? What the fuck? Mấy cái đấy mình đặt hết được, kệ không sao các bạn không? Mấy con mũi chuyển, thôi. Chuyển tôi ít đồ trong con tepe này ra cái. Để okay, tôi okay. Đi cái. Làm oxygen này. Hay chà, hơi bị nhiều đồ quá nhờ. Thịt nhiều quá. Chờ tôi chút. Rồi, vứt. Đi đi không?
35 bao nhiêu nhỉ? Hả? 35 bao nhiêu nhỉ? Cái gì ông nói lại? Cái tọa độ của Obsidian nhiều ấy. Là chờ chờ chút ông cứ bay đi, ông cứ bay đi tôi coi là cho. Thôi để tôi coi cho. Game là dễ ông ơi, tôi chẳng qua tôi lười đấy chứ tôi tìm game thì là dễ rồi. Và trong ARK Wiki Gamepedia ấy đây nè, đây có nè, cái 4 35 35 75. Resoker tìm em gần nhà mình có không thì đỡ mình xa. Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt mấy cái RAM thử rồi, đặt mấy cái RAM thử rồi nó như thế nào. Ui nó quýnh con gì ở ngoài kìa. RAM thì Wood, hồi nãy mình nhớ mình có chế RAM rồi mà ta. Ok, để mình đặt thử cái này coi. Yamaha 2 để mất công các bạn chói. Đây 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 đây. Rồi không biết nó có lòi xuống dưới không. Ui có kìa. Nó lòi xuống dưới. Làm sao ta? With to RAM. Nếu là như vậy thì nó cũng lòi xuống dưới rồi các bạn. Nó còn xấu hơn nữa. Oxygen đúng nhỉ? Không rồi, nếu mình xây ngang qua vậy lại vậy thì không vấn đề gì đâu. Hay là mình xây Ui, mấy gần cái nhà mình vô vô nhiều đây. lắm. Hả? Oxygen gần nhà mình nhiều dã man luôn. Đâu xa, u thế. Không thế là ai biết đâu. Làm sao để che được cái khoảng trống này không? Khó khó suy nghĩ quá ta. Để mình thử mình ráp mấy cái này thử coi. Cái này không chừng che được á. Ui không được, nó dính xuống dưới rồi. Nếu mà bây giờ mình phá cái này, sau đó mình để ở đây một cái, rồi sau đó mình sử dụng cái này. Không được các bạn, nó không cho phép mình làm vậy. Nó sẽ bị hở ở đây cái. Không được, cấp nó đi. Cái này là cái wooden rope đúng không? Không biết wooden rope nó có thể giúp mình hay không. Rope. Thử thử mình chế cái này coi. Ôi ông ơi, tôi lấy được Primitive Fish của con cá. Ta tôi gặp con cá voi khổng lồ. Cá cá siêu to khổng lồ đúng không? Có lấy không? Lấy chứ, lấy chứ. Nhưng mà sợ nó hỏng nhanh. Cãi lấy chơi chứ. Mà ăn được gì? Ui, nó hơi bị hãm các bạn ơi, nó hơi bị hãm. Mình bó tay rồi, mình bó tay. Chính ra mình để cái nhân vật này ngu quá, lùn quá nó. Mà thật ra nhân vật nào nó cũng như vậy, nhân vật đấy không ơi, không có khác gì đâu. Ok. Vào đây được rồi. Đấy. Ghê không? Ok, bây giờ mình sẽ ráp tiếp mấy cái wall này là xong luôn. Còn có khoảng chừng hai cái nữa thôi. Hai cái nữa thôi là mình để mấy con chim lên đây là hợp lý luôn đó các bạn. Đó mình sẽ chia ra chỗ nào quét dầu chắc mẹ đứng chắc quét dầu đứng trên cái này chắc bít chỗ mẹ rồi. Để mình Ông ơi, có thử. khi tôi phải thám hiểm dưới đáy đại dương không ạ? Ok, đi quét rồi. Bây giờ tôi chết ông ra nhặt đồ tôi nhá. Gì ghê vậy? Tôi thấy ở đây nó hiện Cái gì? ship ở đây là trong cái explore map ấy. Tôi xin Ừ. tới là nó ở giữa dòng sông gần nhà mình như này. Hay ông bay ra đây để ông đón tôi cái. Đấy con nào cắn tôi ấy. Con piranha cắn tôi rồi. Mẹ nó. Láo thật.
Không, ở đâu? Hướng nào? Chỗ nào? Ông bay ra giữa dòng sông đi. Tôi đang cách ông 600 mét đấy. Ông bay ra có đoạn cái thính, ông nhìn cái thính không? Cái thính nữa. Gamma 2. Gamma 1.5. Thính, thính. Ông không chế cho tôi xin cái vây bơi. Cái xin cho tôi cái vây bơi nữa. Cái vây bơi ở nhà tôi có xe máy có mà. Để tôi đem ra cho. Đây đi, đây ra đây, 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 đây. Tôi có nguyên bộ đồ lặn mà, ông nói gì vậy? Đây, xong 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 tỉnh. Vụ gì đây? Thì lấy Oxidian đúng không ạ? Khổ lắm. À, tôi kêu ông bay lên núi cắm không chịu. Không có chưa? Đây là lo đoạn giữa sông này này. Tôi bảo đảm với ông không phải là Oxidian luôn á. Không có Oxidian nào ở dưới đây hết á. Tôi không cá không? Cá gì không cá? Nhưng mà cá, cá piranha ông ấy, gọi con chim ấy, tôi chết thì gọi con chim ấy nha. Còn cỏ nào quá. Phải không? Ui, piranha nhiều lắm ông ơi, ui ui. Không ổn, ông cho tôi xin cái phê bơi cái. Tôi nói là để dưới smile mà. Ba chạy 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 đi ông ơi, chạy chạy đi. Mày nhiều ấy nhỉ? Mày có Obsidian không? Có, yên tâm tôi tìm được ra mà. Ok kỳ với ta, đó giờ mình mới biết cái Obsidian ở đây các bạn. Đảm bảo với ông có. Đây là cục đá thường mà. Chẳng lẽ là game nó lừa mình à? Đây tôi gửi cho ông cái này nha, ông đọc thử mà xem. Không phải bảo tôi sai, ông chỉ click vào đây tôi chụp ảnh cho ông như này này. Mà bây giờ vấn đề bây giờ vấn đề tôi đang đập cục đá này là chỉ là cục đá thường thôi. Đấy tôi gửi chung nè. Đó rồi tôi coi nè. Ok thôi mình quay về nhà mình quay làm tiếp cái nhà cho mình cho xong hết các bạn. Bây giờ chờ cái ông mà. Sao mai ông làm gì có AD. Đây cả đống á, ông sạch scuba nữa nè. Rồi tôi có đây. Tôi có kèo con stack parasol đây. Giết nó luôn. Rồi em à. Các bạn chờ một tí cho mình chỉnh gamma lên là được. Đổi cho con chim ông ơi. Ok. Đổi con chim. Ông chụp cho kiểu ảnh cho đẹp trai à? Rồi ok. Ok. Let's go. Ui, số con Ronto nó đi qua đây. Rồi đó, mình sẽ để chim trên đây ha các bạn. Nó mỗi lần mình muốn đi lấy là lấy đậu là ở đây luôn. Mình phải sắp xếp cho đàng hoàng. Chim mình phải quay mặt ra qua đây. Đó. Quét dầu, họ không về là ông phải đậu ở trên nóc nhà nha. Đấy. Phải như thế. Rồi bây giờ mình xây mấy cái world cho xong rồi các bạn. Stone. À, bây giờ mình thiếu wood thôi. Wood thì đi lấy con vụt con móng tay dài cái đã. Wood qua đây và world. 4 cái. Mình cần nhiều world hơn nữa. World đây thiếu stone. Ui đi hết nổi rồi. Con này nó bốc phép rồi ông ơi, tôi sạch thấy cục oxygen rồi. Tôi nói là cãi tôi không bao giờ mà oxygen xuất hiện ở dưới biển hết. Bảo đảm nha luôn, cỡ nào cũng ông chạy ông gán ông chạy lên cái gì piranha đuổi tôi piranha chi cho cực không ông chạy lên dùng núi cống là có rồi và nãy giờ ông đi về luôn đấy. Ui mày làm gì mày đủ tuổi đuổi tao. À, muốn bây giờ muốn vô nhà thì không có đi hang ngang nhiên nữa, các bạn phải đi theo đúng trình tự thôi hết mới vô nhà được, thấy cực không?
Thấy làm khó game chưa? Thấy ghê không? Nó đặt ở đây một cái world, đặt ở đây một cái world nữa, hợp lý. Ở đây đặt không được nè. Đặt ở đây một cái world nữa. Chúng ta xây lên khoảng chừng hai ấy không ta? Chắc là một là đủ rồi. Đùa, Mình làm sẽ thêm xây như thế nhiều này đi. nhỉ? Mình sẽ xây cách cách ô, cách ô bạn. Cách ô thì sẽ đẹp hơn. Mình á, game mình nó điêu. Rồi, giờ chịu thua chưa? Giờ giờ ông đi lấy giùm tôi Obsidian đi. Là mọi chuyện sáng tỏ thôi. Xạo vậy. Tính ra là tập hôm nay là mình không đủ để làm cái ga mát luôn đó các bạn. Mình nghĩ là tập sau đi. Tại vì đơn giản đó là để làm được cái ga mát nữa nó rất là khó, nó cần phải cái kiểu như cái vật vật liệu như thế này nè các bạn. Nào, mình sẽ nói cho các bạn quy trình là cái ga mát này được chế tạo là bởi hai cái AB Soben full tray ha. Thì cái AB Soben full tray này nó sẽ được làm, được wrap ở trong cái geometry mà mình sắp là ông và anh sắp làm, và nó được làm bằng black pearl, oil và sáp. Sáp thì được lấy ở cái cây số 36, hôm bữa thằng sĩ nó có hỏi hỏi mình đó, cái cây này dùng để làm gì, thì mình mới sực nhớ ra là để lấy sáp ở trong cái khu rừng Redwood đấy các bạn. Bởi vậy cho nên là tập sau mình phải vô khu rừng Redwood để lấy sáp. Ui, tôi thề với ông như bọn này nó đang điêu vãi nồi ra ấy. Tám cái, mình nghĩ 8 cái là đủ rồi các bạn, 8 cái là vừa. Rồi giờ ông đi chưa? Ông vẫn còn quanh quẩn ở biển à? Thôi 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 được rồi. Không phải, nhưng mà cái này nó làm của này chết người rồi. Đâu đâu chắc nó Mất tiền được. mua mất mất tiền mua mâm phải đâm cái thủng như. Ok, cách đây một cái, cách đây một cái. Và mình sẽ xây ngăn cách như thế này đi các bạn. Ok, thôi tôi chịu chịu chết, tôi đi lên kia đây. Không không, tôi nói thật, không phải tôi ngang đâu mà là tôi trên Thôi đấy nó hiện như thế. tôi không có Tôi tin mấy cái đó cho lắm ông ơi. Lâu lâu tôi lên tôi tham khảo thôi chứ tôi không có ấy. đấy thì tôi tin lắm đấy. Gần xong rồi các bạn, gần xong cái ngôi nhà của chúng ta rồi, bây giờ chỉ cần việc khắc phục cái kẽ hở đó thôi. À, kẽ hở đó mới khó đấy. Thác. Bảy mươi sáu mốt. Ok, chuột phải nó sẽ lấy thác nhiều hơn nha các bạn. Đây. Bây giờ thiếu xì tôn hả? Nó sẽ con này ba hộp vậy. Chú gỗ à, mình nghĩ là đủ rồi các bạn à, hồi nãy cũng 8 cái đủ, bây giờ 7 cái không biết đủ hay không, nhưng mà mình nghĩ là này là đủ. À, bây giờ không thể là đi ngang nhiên được à, phải đi đúng quy trình, nếu không là chúng ta sẽ không bao giờ mà lên được cầu thang, phải như vậy mới được chứ, mới có kỷ lực kỷ Đùa cương đồ.
chưa bao giờ chơi game mà kiểu bực mình như này ấy, thề bọn này nó làm cái này vớ vẩn thật. Chỗ này có một chỗ ở gần nhà đấy, có 5 điểm rơi mà chả thấy cái cục nào. 76 chú. Ui, lại hết nữa rồi các bạn. Ok, tiếp tục nào. Gần xong rồi, gần xong rồi. Sau này mình sẽ kéo đường dây điện lên cho nó sáng sáng ở nhà lên. Polymer à, ông cần cái gì đó, ông đọc ra đây, tôi nó bắt bao đờ nè nè nó coi chém mạch tree thế thì cementin nè, cementin crystal electronic metal polymer với bắt bao đờ. Thế là ông triển khai cái bắt bao đờ đây, tôi mang tôi đi kiếm cái oxygen về. Ok ok ok, ở nhà thì chế luôn nó dễ. Wow, còn thiếu cái gì nữa, wood nó thôi là đủ. Xong. Ai, cuối cùng chúng ta đã xong được ngôi nhà rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta chế thêm cái bàn nữa là có thể kết thúc video rồi. Giờ ở đây, đây. 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 Ra hai ô thôi đúng không? Ra hai ô thôi. Đây, đây và đây. Ừ, hợp lý, hợp lý. Mình backup cái này lại. Ừ, hợp lý luôn. Cái này thì cái này ra thì 3 ô mà bên đây ra hình như có 2 ô thôi các bạn, không điều. Rồi. Xong. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được ngôi nhà tạm bợ rồi. À, từ từ mình sẽ chỉnh chu thêm cái nữa ha các bạn. À. Ừ, để nhìn từ xa coi như nhà mình có gì hot không. Chắc là mình sẽ làm đục mấy cái cửa sổ nữa. Ok, bây giờ mình làm bắt bao đờ cho ông Hoàng Anh chuẩn bị đi về và làm luôn. Bắt bao đờ thì cần blin. Để mình kiếm blin coi. Blin đây. 42. 42 mà nhân 2 thì nó sẽ ra 84. 84 chưa đủ. Thế mình kiếm blin tiếp. Ông ơi. Gì? Ông ơi. Tính tôi sợ ma đi vào cái rừng Z quốc này toàn tiếng mấy con kêu ghê vãi trưởng à. Không, cũng sợ ma nữa. Ôi giời. Ma chứ không? Nhiều thanh niên sợ ma thế nhỉ? Chơi game mà cũng sợ. Và cái đái à. Nghe nó ghê ghê. Rồi tôi làm thấp 200. Ui. Bị con quỷ đi blo nữa rồi. Blo nó phun độc rồi mù rồi. Tôi làm xong 250 bắt order đấy. Còn thiếu đúng ông kiểm tra xem mà còn thiếu đúng cái oxygen nữa. Rồi 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 để tôi coi coi. Thiếu gì tiện đường tôi đi farm luôn nữa mất công. Rồi 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 để tôi tổng hợp lại, ông để ở trong fabricator hết rồi đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình tổng hợp lại là 250 cementin quá dư, crystal quá, metal ingot quá dư nè. Rồi sau đó electronic đã đủ rồi đúng không? Ừ. Rồi bắt powder cũng đủ rồi. Bây giờ chỉ đấy, còn 150 cái nữa. Chỉ còn lại là crystal và polymer. Crystal để tôi kiểm tra lại. Crystal đây, crystal quá dư luôn và polymer nghĩa là mình còn thiếu oxygen để mình trồng thế polymer rồi, luôn rồi. Ok, hai obsidian thì sẽ được một polymer thì tương đương với lại là obsidian nhân 2 thì là okay. Lấy coi
250 polymer thì sẽ là 500 obsidian. Bây giờ hiện tại mình đang có là hồi nãy ông obsidian tôi đâu mất tiêu rồi, tôi không thấy nữa. Bây giờ mình đang có là 100 rồi, 100 polymer rồi. Ông lấy thêm khoảng chừng 100 nữa là 200 obsidian, 250, 250 300. 300 obsidian tôi đi. Thấy ông ơi. Là tôi dư. Thấy rồi, tôi thấy rồi. Ok, 300 obsidian là dư. Là đẹp luôn. À, ok, như vậy là mình đã xong được cái nhà rồi nha các bạn. Thì mình sẽ từ từ mình sẽ sửa sang lại nhà cửa và mình đục mấy cái lỗ để cho nó kiểu như là nó có cửa sổ nó thông thoáng. Còn bây giờ cái cách mà khắc phục tạm thời mình chưa nghĩ ra cái cách khắc phục cái lằn này nè các bạn. Cho nên là các bạn nào biết các bạn có comment bên dưới hộ mình nha. Bây giờ thì phải kêu con quỷ này đi ra đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ làm cái railing cho xong. Railing ở tầng trên. 1 2 3 2 thiếu cái gì? Thiếu stone đúng không? 300 obsidian đúng không nhỉ? Đúng rồi, 300 obsidian. Obsidian farm khó phết đấy, farm bổ. Mỗi lần được có 20, một cục được có 20. Một cục đập vỡ rồi mới được 20 chứ không phải là vỡ đập một lần được 20 đâu. Đúng rồi, hơi bị đuối. Bởi vì tôi farm, tôi nhớ tôi farm nhiều lắm mà. Mà có không thấy có con trăm mấy là không hiểu rồi. Quá nhiều luôn. Tôi sợ một cái bọn bọ cạp. Đây, 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 đây và đây, xong. Ủa, nhà mình chí quá các bạn ơi, hơn chỗ ngủ cái mình thông ra liền. Chỗ này chắc là mình không cần phải để cái gì đâu các bạn. Chỗ này không cần để cái gì đâu. Mình nghĩ là như vậy là hợp lý rồi. Nếu được thì mình sẽ để một cái shelling, cái quơ thôi. Cái quơ bằng gỗ. Bây giờ không đủ mình cũng làm biếng làm, cho nên thôi. Đấy. À. Ráp không được luôn. Mình sẽ demolish cái này không biết làm đủ cái quơ không nữa. Không đủ cái quơ luôn. Rồi. Đúng rồi, sẵn mình đục mấy cái lỗ ấy luôn các bạn, đục mấy cái lỗ làm cửa sổ luôn. Chắc là mình nghĩ sẽ đục ở đây một cái nè. Đấy. Đục cái bên đây một cái. Đục có nghĩa là mình sẽ làm một cái window frame nha các bạn, chứ không phải là mình để khao trống gì nha. Mình sẽ ráp được một cái. Để đây cho nó đẹp. Hợp lý. Rồi để ở đây một cái nữa nè. Ở đây thì khỏi. Ôi cái góc này không được các bạn ơi. Cái góc này không được. Ui cái đéo gì vậy. Ui. Ui con này hơi nặng. Xa về túp, xa về túp. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chờ cho ông Hoàng Anh về, sau là mình sẽ ráp cái bàn chemistry liền nha các bạn. Ok, cuối cùng Hoàng Anh cũng đã về tới nhà rồi. Và bây giờ thì mình đang phụ chuyển obsidian vào. Rồi, tôi đang quay nhiều lắm cho nên là tôi khỏe lắm. Meto obsidian này. Mới tôi chuyển rồi, xong rồi. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ chế polymer nha các bạn. Polymer. Ấy cha, con hết ga rồi, còn dầu không, để tôi lấy dầu à. Còn lấy da cái nữa là đủ. Thôi xong ra nhà mình có một con deep low nó vào đây đây. Nó chết rồi đó đúng không? Chưa, chưa. Ông đi tham quan nhà có ổn không?
Quá chí luôn. Ghê phải cái đấy. Ui. Cái gì đây? À, đi luôn, đi luôn. Ghê quá, thú mình manh động quá, bắt xịp hết đi. Thú mình manh Kệ động nó quá. thôi, mình để nêu chờ để hợp lý hơn. Rồi, thôi giờ chúng ta sẽ làm polymer. 100 nữa là 200. Rồi, dư sức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là chờ cho xong thôi các bạn. Bây giờ chúng ta ráp cái bàn geometry nó ở smile. Không biết là mình dặn nhỏ tiếng này các bạn nghe cho rõ ha, mất công rồi mình nói mình các bạn nói mình khi mà tiếng game che mất cái tiếng anh geometry đây. Bây giờ crystal ông bển có crystal ông bỏ qua crystal qua đây luôn đi, tôi lấy bắt powder Ok. 200 Bao nhiêu crystal nhỉ? 250 geometry bắt powder đủ rồi nè. Bây giờ chờ cho polymer nữa là xong hết các bạn. Polymer Đùa đấy, tôi cho hết vào đây. ông coi nhà chứ, ông coi nhà chứ, đẹp không, được không, ổn áp không, cái này nó hơi dư để tôi xóa cái này. Ghê phết nhỉ. Có cầu thang đi ra đây luôn nha các bạn, có cầu thang đi ra đây luôn. Nếu mà ở ngoài muốn vô thì cầu thang ở đây, chịu khó đi vòng một tí là được. Bây giờ mình đưa con quét Gì vậy? rồi mình vô Gì vị vậy? trí. Là ok phết nhỉ? Đấy, phải như thế. Hợp lý ông ơi, mai mai rồi bui lốt cho nó hoàn chỉnh. Nhưng mà tôi thấy đây là ok rồi đấy. Cái gì? Ổn áp đấy. Mai mai làm gì? Đang bảo là mai bui lốt cái nhà này cho nó hoàn chỉnh ấy. Bây giờ tạm thời cũng khá là hoàn chỉnh rồi đó. Tôi nghĩ tôi không nghĩ là làm thêm cái gì nữa đâu á. Cái này là xong rồi, tôi tưởng mày vây vào chứ. Sao? Tôi tưởng mày vây hết vào chứ. Không 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 bay hết, mình cứ mở rộng ra thêm gì đó, cái mình đem mấy cái bàn chém mình truy sau này ha, mình để máy đèn ở đây nè, rồi mình để chém mình truy hay là mấy cái đồ khác mình để đây đó, rồi để mấy cái Ok. gỗ này nọ vô cái mấy cái hòm ở đó là xong. Cái này làm Polymer đẹp rồi. rồi, bây giờ mình sẽ skip cái khúc này cho đến khi mình đủ polymer nha các bạn. Ok, xong rồi các bạn, gần đủ rồi. Và mình chỉ ráp đúng 250 polymer thôi, bây giờ là 244 rồi nè. Còn như mình bỏ hết, còn như mình tạm ngưng hết, chỉ xài bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. Rồi bây giờ chờ nó là xong. Đấy. À, xong. Như vậy chúng ta Đây đã này có. đặt đây làm này. Không không không, giờ giờ qua bển, giờ qua bển cái đó, cái bển cái bay mới mà ngu, tôi chủ yếu là tôi xây cái này là để cái geometry á, là để những cái mới mới qua đây á. Chứ bên đây chật lắm rồi. Xong. Cái này hình như chạy bằng điện đúng không? Cũng bằng gas đấy không? Cái này chỉ bằng điện thì sao ấy chứ. Mình phải cần chế cả generator máy phát nữa cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, Ông unpower này, cũng có đó. để tôi thử coi. Máy phát. Ok, nó không chạy rồi, nó không chạy, nó không chạy. Như vậy là chúng ta cần phải làm kiểu như máy đèn. Ok, như vậy là cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Bây giờ mình dừng ở đây thôi, tại vì nếu mà tập sau thì mình sẽ chỉnh chu nhiều hơn. Ôi, tôi chỉnh bát xẹp rồi mà sao mấy con chim nó vẫn bay nha ông. Chết luôn á. Không Tôi sắp phải, lại con mệt này lắm nó á. đang gần Quá rồi chim nè. đang sấy. Bát xẹp ấy. Chỉnh bát xẹp, muôn thở bát xẹp hết. À. Bắt xịt chết thú mình ấy. Không sao, không có chết nổi đâu, mình ở nhà suốt mà đâu có gì đâu mà vấn đề gì đâu mà. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Các bạn mà đang xem thì chưa đang bấm đăng ký, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình hơn nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các Ok, bạn ở chào tập anh sau em nha. nha. Rồi chào mọi người. Chào tất cả anh em nha.